3 nhân vật chính bị ghét nhất trong anime. 1. Shinji Ikari trong Evangelion là một trong những bộ anime nổi tiếng nhất ở Nhật Bản, nhưng main Shinji lại không được yêu thích đến vậy. Vấn đề chính gặp phải ở Shinji đó là cậu ta thường xuyên mất kiểm soát, không có tự tin, dũng khí hay cá tính. Nhưng với bối cảnh phim thì người xem có thể thông cảm cho cậu nhóc đôi chút. 2. Ito Makoto trong School Days sở hữu vẻ ngoài hiền lành, chất phác, thiếu nổi bật, tính cách nhạt nhòa cùng với sự dễ thay đổi, không trung thủy và thiếu trách nhiệm, nên Makoto đã khiến người xem khó mà đồng cảm được với anh chàng. 3. Boruto trong Boruto. Lý do khiến người xem thiếu thiện cảm với Boruto chủ yếu đến từ việc họ không thích thế hệ ninja mới, kèm theo từ những tai tiếng khi chuyển thể từ manga lên anime đã khiến Boruto bị ghét lây.